Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương Tây Nam thiêng liêng của Tổ quốc, bà Trúc đã trở thành một biểu tượng vĩnh cửu của nỗi đau và cũng là minh chứng bất diệt cho tội ác diệt chủng và bậc ghê rợn nhất trong cả lịch sử loài người. Tháng 4 năm 1978, sau hơn 8 tháng liên tục nã đạn vào ngôi làng nhỏ thuộc huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, quân Pol Pot đã tràn tới. Chỉ trong vài ngày vô cùng ngắn ngủi, chúng đã sát hại hơn 3.000 thường dân và gây chấn động toàn bộ thế giới vào lúc bấy giờ. Thưa quý vị, 40 năm sau, những ký ức vô cùng kinh hoàng của ngày ấy vẫn còn hiển hiện rõ trong lòng thị trấn mới. Người Ba Trúc chia sẻ rằng, chưa lúc nào và sẽ chẳng bao giờ máu có thể ngừng loang trong lòng của họ được. Thưa quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng quay ngược lại thời gian theo dòng hồi tưởng của những nhân chứng còn sống sót ở Ba Trúc vào năm xưa. Hãy cùng nhìn lại toàn cảnh tội ác vô cùng man dợ của quân Pol Pot đã gây ra cho nhân dân Việt Nam. Từ năm 1975, giữa Việt Nam và chế độ Campuchia Dân Chủ, Pol Pot là người đứng đầu chính phủ, xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Quân Pol Pot liên tục gây hấn đòi hoạch định lại biên giới với Việt Nam, gây ra các cuộc xung đột vũ trang. Số liệu từ Bộ Tổng Tham mưu cho thấy, trong khoảng 2 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Pol Pot đã xâm phạm biên giới Việt Nam trên 2.000 lần, gây tổn thất 4.000 người. Cuối năm 1976, cuộc tiến công của quân Pol Pot vào lãnh thổ Việt Nam ngày càng tăng với quy mô lớn, có lúc đánh sâu vào tới 15 km. Trong khoảng thời gian cai trị Campuchia, từ năm 1975 đến 1979, chính quyền Khmer Đỏ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tư tưởng bài ngoại và thực hiện chế độ diệt chủng Campuchia khiến khoảng 1,7 đến 2 triệu người chết. Chính quyền Khmer Đỏ còn gây hấn với các nước láng giềng là Thái Lan và Việt Nam. Theo sự hậu thuẫn của Trung Quốc, quân Khmer Đỏ đã nhiều lần tấn công biên giới phía Tây Nam Việt Nam, tàn sát thường dân, đánh phá các cơ sở kinh tế và quân sự dọc biên giới. Những hành động trên, cùng với việc người dân Campuchia di tản sang Việt Nam để lánh nạn diệt chủng, đã làm cho quan hệ Việt Nam-Campuchia đổ vỡ hoàn toàn. Đêm 30 tháng 4 năm 1977, lợi dụng Việt Nam đang kỷ niệm 2 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Pol Pot tấn công toàn biên giới Tây Nam, mở đầu cho cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương Tây Nam thiêng liêng của Tổ quốc, Ba Trúc đã trở thành một biểu tượng vĩnh cửu của nỗi đau và cũng là minh chứng bất diệt cho tội ác diệt chủng vào bậc ghê rợn nhất trong cả lịch sử loài người. Thời điểm ấy, Ba Trúc là một xã thuộc huyện Bảy Núi, cách biên giới Việt Nam-Campuchia chỉ 3,5 km. Vào năm 1977, dân số của Ba Trúc là hơn 16.000 người, chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống, buôn bán nhỏ. Đây cũng là vùng đất khởi nguồn và trung tâm của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, với nhiều buổi sinh hoạt lễ hội, lễ cúng, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của người dân địa phương. Từ tháng 4 năm 1977 đến tháng 4 năm 1978, Pol Pot đã 30 lần đánh phá vào xã Ba Trúc. Tháng 4 năm 1978, sau hơn 8 tháng liên tục nã đạn vào ngôi làng nhỏ thuộc huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, quân Pol Pot đã tràn tới. Ngày 18 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ chia làm hai hướng đánh sâu vào Ba Trúc. Một cánh quân chiếm xã An Lập phía đông Ba Trúc, một cánh đánh chiếm ấp An Bình dưới chân núi Dài. Quân Pol Pot bao vây cả làng, chặn đứng mọi ngả đường. Chúng tràn vào từng nhà dân đốt phá, cướp sạch tiền vàng, giết hại trâu bò. Dã man hơn, lính Pol Pot còn lùng bắt người dân, dồn họ ra những cánh đồng lớn để bắt đầu hàng hành quyết. Sau đó chúng thẳng tay tàn sát dã man. Thường dân bị chúng bắn, bị cắt họng hoặc bị đánh đập bằng gậy cho tới chết. Trẻ em bị tung bổng lên, sau đó bị chém bằng lưỡi lê. Phụ nữ bị hiếp dâm và đóng cọc vào cơ quan sinh dục cho tới chết. Trong số những nạn nhân, có chị Nguyễn Thị Chuột, 32 tuổi, là người có nhan sắc nổi tiếng khắp vùng, nên quân Khmer Đỏ không giết ngay mà thay nhau cưỡng hiếp chị ngay bên cạnh đống tử thi. Sau khi cưỡng hiếp xong, chúng lột quần áo chị, dùng gậy đâm vào vùng kín khiến chị chết trong đau đớn. Sọ của chị Chuột hiện giờ vẫn đang được trưng bày trong nhà mồ. Làng Ba Trúc, ngôi làng nhỏ miền biên viễn chìm trong khói lửa. Thời chống Pháp, thời chống Mỹ cũng súng đạn bắn ngày đêm, nhưng là lính đánh lính, tuyệt đối chủ ý không giết hại dân thường. Bom đạn của quân Khmer Đỏ liên tiếp rải trên những mái nhà, lửa cháy nghi ngút, tiếng hét thất thanh xé ngang bầu trời,
từng dòng người tìm đường tháo chạy. Những người dân Ba Chúc từng chứng kiến cảnh tượng ấy giờ nghĩ lại vẫn phải rùng mình, ghê rợn trước những hành động dã man, tàn bạo mất hết nhân tính của chúng. Ông Lê Văn Phước, năm nay 76 tuổi ở thị trấn Ba Chúc, một người dân may mắn sống sót kể lại. Đêm rằm, sang ngày 16 tháng 3 âm lịch, Pol Pot chiếm vô đây và tàn sát, giết người. Chúng bắt người đưa ra ngoài đồng giết hại, chùa chiền, nhà cửa bị tàn phá và đốt hết. Lúc đó dân khổ lắm vì chúng tàn phá, chết chóc nhà cửa cháy tiêu tan. Hàng trăm đồng bào Ba Chúc trong nỗi sợ hãi tột cùng đã chạy tới nương nhờ cửa Phật. Những người sống sót nhanh chóng trốn vào chùa Tam Bửu và chùa Phi Lai ẩn náu, nghĩ rằng ở nơi cửa Phật thì bọn chúng sẽ tha. Chùa Tam Bửu do ông Ngô Tư Lợi, một sĩ phu yêu nước của phong trào Cần Vương xây dựng để tu hành vào năm 1882 nhằm che mắt giặc. Ngày 17 tháng 4 năm 1978, quân Pol Pot bắn pháo vào hậu liêu của chùa làm 40 người bị chết và 20 người bị thương nằm chất chồng lên nhau. Một ngày sau, bè lũ diệt chủng tràn vào bắt hơn 800 người dân, đem ra khỏi chùa tàn sát và chỉ có một người sống sót. Cùng ngày, đối diện chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai được dựng lên vào năm 1877 cũng bị quân diệt chủng tràn vào. Pol Pot bao vây kín quanh chùa, bất chấp trốn thiền môn, chúng châm lửa đốt chùa, xả súng vào hậu điện. Người ngã như ngả dạ, xác chất chồng lên nhau. Cuộc bắn phá điên cuồng vào chùa Phi Lai chỉ trong chớp mắt đã cướp đi sinh mạng 80 người dân vô tội. Hơn 100 người khác do hoảng sợ giơ tay đầu hàng, đi ra cũng bị xử tử tại chỗ theo nhiều cách. Đàn bà thì chúng hãm hiếp rồi đánh cho tới chết, đàn ông thì đập vỡ sọ bằng gậy gỗ mun, trẻ em bị đâm bằng những cây tầm vong nhọn hoắt. Người nào chống đối chúng nã đạn chết tại chỗ. 40 người khác trốn dưới căn hầm dưới bàn thờ Phật, kiên quyết không ra theo lời chiêu hàng cũng bị ném lựu đạn chết. Ông Nguyễn Văn Kỉnh, một nhân chứng trong vụ thảm sát đã thuật lại. Nào ngờ vợ tôi cùng 4 đứa con và 6 đứa cháu đều bị giết. Trước khi xả súng, chúng bắt lột hết nữ trang tài sản, sau đó lùa từng tốp đem ra bán chết. Khi tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy toàn thi thể. Tôi lặng người khi thấy cảnh đứa cháu ngoại mình ôm vú mẹ bú, bên cạnh là đứa con gái thân yêu nằm bất động trên vũng máu. Tối hôm đó, ông trồi lên trong đống thi thể, bỏ về núi tượng chui vào hang đá để nấp. Lúc ấy tại đây không ngớt tiếng rên la thảm thiết của những người bị Pol Pot hành hạ. Ông kể thêm rằng 79 người trong gia đình dòng họ ông đã bị giết hại. Một nhân chứng khác là bà Hà Thị Nga kể lại. Có hai người phụ nữ Trung Quốc cùng ba tên mặc quân phục Khmer đỏ, người Campuchia, da ngăm đen, một tên đeo kính chĩa súng vào gia đình tôi, lùa chúng tôi ra khỏi nhà. Theo lời bà Nga, bà bị đưa đến gần biên giới cùng với cha mẹ, anh em ruột, chồng và 6 người con. Sau đó cả gia đình bị đánh đập tàn nhẫn bằng dùi và gậy. Đứa con gái nhỏ của bà mới 8 tuổi bị đánh 3 lần liên tiếp vào đầu bằng dùi sắt đã hét lên: má ơi, cứu con với. Bà ngất lịm đi và khi tỉnh lại cả gia đình đã chết. Chém, giết, hiếp và cướp bóc là cảnh diễn ra ở khắp nơi dọc mảnh đất Ba Chúc. Dân chạy tứ tán trốn lên núi tượng, Pol Pot tiếp tục càn lên núi. Chúng xuôi chó đánh hơi khắp các hang động. Nhiều gia đình trốn trong hang đang giữa bữa ăn bị chúng phát hiện ném lựu đạn, không ai sống sót. Tại hang Vồ Đá Dựng, trước miệng hang có một tảng đá dựng thẳng. Muốn vào hang, người ta phải leo lên tảng đá mới vào được nên gọi là Vồ Đá Dựng. Đã xảy ra câu chuyện thương tâm. Vào những ngày quân Pol Pot chiếm đóng Ba Chúc, có 72 con người kéo lên đây, trong đó có 4 trẻ em. Do ở trong hang lâu ngày thiếu ăn, khát nước, ngột ngạt, bệnh hoạn nên các em la khóc suốt ngày. Ngày 29 tháng 4, một tên nữ Pol Pot đi dò thám và nghe tiếng trẻ em khóc đã chạy đi báo cáo. Trước nguy cơ bị tàn sát, bà con quyết định hy sinh tính mạng các cháu để cứu tất cả mọi người. Theo nhiều báo cáo, tổng cộng có 3.157 dân thường bị giết hại trong vụ thảm sát Ba Chúc. Hơn 3.000 đồng bào, chiếm tới hơn 50% dân số bấy giờ đã chết. Có dòng họ bị biến mất hoàn toàn sau hơn 10 ngày giặc miên ở Ba Chúc. Ông Hai Phê, một trong những thủ nhang Phi Lai tự kể. Ông Lê Văn Đức, nguyên trưởng ban tổ chức chùa Tam Bửu Phi Lai, chĩu giọng cho biết: sau khi đẩy lùi quân diệt chủng, qua các cuộc điều tra, tọa đàm, xác minh tư liệu, Ủy ban Trung ương điều tra tội ác chiến tranh đã xác định Ba Chúc có trên 100 hộ dân bị giết sạch,
hơn 200 người chết và cụt chân tay do đạp phải mìn và lựu đạn của quân Pol Pot. Họ Hà trước là dòng tộc lớn, bị tiêu diệt hoàn toàn. Đại tá Nguyễn Văn Tư, nguyên sư đoàn phó sư đoàn 330 quân khu 9 cho biết, thời gian đó ông đưa trung đoàn 3 đến giải phóng vùng đất này. Ông không thể nào quên được những hình ảnh tang thương, bốn bề chỉ toàn xác người nằm ngổn ngang, nhà cửa bị đốt cháy hoang tàn trong khói lửa đổ nát. Sau ngày quân Pol Pot bị đánh bật ra khỏi Chi Tôn, từ khắp nơi bà con bắt đầu lục tục trở về. Đón chờ họ chỉ là những ngôi nhà đất đã cháy đen khét lẹt, là tiếng khóc hời tức tưởi trên những miệng hang, là mùi thối váng đầu lẩn khuất. Chỉ bằng 12 ngày, đội quân mặt quỷ từ bên kia biên giới đã biến Ba Chúc thành địa ngục. Thảm sát qua đi, hơn 30 phái đoàn ngoại giao, báo chí và Liên Hiệp Quốc đã đến nơi để chứng kiến tận mắt tội ác của bọn Pol Pot đối với đồng bào Ba Chúc, và rồi dư luận quốc tế hầu như im lặng. Trước cuộc thảm sát, dân số Ba Chúc tính đến đầu năm 1977 là 16.779 người, nhưng một năm sau thảm họa chỉ còn xấp xỉ 700 người. Người còn sống lầm lũi dựng lại nhà cửa, rồi lại lầm lũi gom nhặt những thi thể, xương cốt đã không thể phân biệt được ai với ai. Họ tự tay mình đào một hố sâu 3 thước để làm hố xương tập thể và đồng lòng để nấm mồ ấy lộ thiên như một cách ôn lại mối thù ngàn đời với quân Pol Pot. Sau thảm sát Ba Chúc, chỉ còn lại là một vùng đất tan hoang với những nỗi đau thương đến tận cùng. Đó là giai đoạn khó khăn nhất của Ba Chúc. Một số người sống sót thì mất người thân, không dám trở về quê vì bị ám ảnh bởi những ký ức kinh hoàng của cuộc thảm sát. Nhưng cũng có những người đã bám trụ lại vì nghĩa tình với người đã khuất, cũng như sống trọn với vùng đất quê hương. Nhiều người dân chạy giặc trở về, đối diện với muôn vàn khó khăn. Không nhà cửa, trâu bò vật nuôi bị giết hết, hoa màu vườn tược bị phá nát. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thanh Vân và Lê Hoàng Kháng, trường Đại học Sài Gòn đã ghi nhận như thế trong bài nghiên cứu của họ. Năm sau đó, nước lũ tràn về gây ngập trắng hết những cánh đồng, kể cả những bãi xác người, kéo theo tình trạng dịch bệnh liên miên diễn ra khắp nơi. Suốt gần 10 năm sau đó, Ba Chúc vẫn là miền đất đói. Trẻ em nhiều năm không được đi học, Ba Chúc thoi thóp như một vùng đất chết. Năm 1979, quần thể nhà mồ được xây dựng gồm 7 hạng mục: nhà mồ, bia căm thù, nhà truyền thống, nhà thủy tạ, hồ sen, nhà khách và vòng rào. Khu nhà mồ Ba Chúc được xây dựng lên giữa hai ngôi chùa để khắc ghi tội ác diệt chủng được cho là do bọn Pol Pot gây ra. Nền nhà cao có 9 bậc thềm, 4 cạnh hình vuông, 4 chiếc cột đỡ trắng ngà tạo hình lưỡi kiếm chống thẳng xuống đất. Vì kèo bên trên, chỗ tiếp giáp với cột có hình bàn tay nắm chặt chuôi gươm. Ở giữa là nhà kính xây hình bát giác, mỗi mặt xếp nhiều tầng các sọ người với hai hốc mắt đang nhìn vào du khách. Bên trong xếp ngay ngắn xương ống chân, ống tay. 1.159 bộ hài cốt được gìn giữ là những gì còn sót lại của 3.157 người dân bị thảm sát, được sắp xếp theo độ tuổi, như 86 phụ nữ trên 60 tuổi, 155 phụ nữ từ 21 đến 40 tuổi, 88 thiếu nữ từ 16 đến 20 tuổi, 264 trẻ em từ 3 đến 15 tuổi, 23 nam từ 16 đến 20 tuổi. Để kéo dài tuổi thọ những bộ xương này, ngành chuyên môn phải dùng sáp nấu sôi phủ bên ngoài xương tránh oxy hóa, dùng vật chống ẩm. Tuy nhiên, số hài cốt có hiện tượng ngả màu và mục ở phần xương sụn và xương trẻ em. Năm 1989, Sở Văn hóa và Bảo tàng An Giang đã tiến hành lấy số hài cốt này ra làm vệ sinh, lau chùi, ngâm tẩm hóa chất rồi phơi khô. Nhiều người từ xa đến không khỏi hoảng hốt, không tin vào mắt mình khi thấy trẻ con giành nhau bưng những hộp dọ người sau khi tẩm hóa chất đi phơi. Trong đợt bảo trì của nhà mồ, một cô neo đơn bán hàng rong bên cạnh nhà mồ đã nói: "Ông bà nội ngoại và ba má, anh hay tôi trong đó, đau và sợ cũng đã quen rồi." Sau nhiều năm xây dựng trong điều kiện còn khó khăn, thách thức, nhưng thị trấn Ba Chúc ngày nay đã chứng minh được vị thế của một trung tâm kinh tế xã hội của huyện Chi Tôn. Ba Chúc, một địa danh được ví là vùng đất chết của 40 năm trước, giờ đã trở thành một thị trấn sầm uất. Nơi đây không chỉ là minh chứng cho sự tàn bạo của Pol Pot đối với nhân dân Việt Nam và Campuchia, mà còn là nơi khẳng định giá trị nhân văn, tính chính nghĩa trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện Việt Nam đối với sự nghiệp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng và tái thiết đất nước.
Ngày ngày người dân Ba Chúc có việc đi ngang qua nhà mồ, không ai bảo ai, lại ghé tới, thắp một bó nhang lên bàn thờ được đặt ở chính điện. Suốt hơn 40 năm qua, hương trầm vẫn âm ỉ cháy, sưởi ấm cho ngôi mộ chung lớn vào bậc nhất của cả nước. Đến hôm nay, nhiều người vẫn tìm đến chứng tích căm thù nhà mồ Ba Chúc, nơi được xem là một bản cáo trạng về tội ác diệt chủng của Pol Pot. Muôn đời còn ghi nhớ. Nỗi đau này mãi mãi vẫn còn trong ký ức của dân tộc Việt Nam và của những người yêu chuộng cuộc sống hòa bình trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, không ai thuộc lịch sử bằng chính các nạn nhân. Những chứng nhân lịch sử ấy đã gói lại hận thù, bước qua những mất mát đau thương của đời mình. Cuộc đời của họ là minh chứng không thể phủ nhận về lịch sử biên giới Tây Nam. Bất kỳ một lời lẽ nào liên quan đến chế độ diệt chủng Pol Pot không đúng lịch sử đều khơi lại những nỗi đau không chỉ của người dân Campuchia mà còn cả của những người dân ở Ba Chúc, An Giang, Việt Nam. Đó là một việc làm vô cùng tàn nhẫn.